Vụ sạt lở lần này không gây ra tổn thất về người, do trước đó một ngày, nhà chức trách Trung Quốc đã dự báo về nguy cơ xảy ra vụ sạt lở thứ hai và tiến hành sơ tán đội cứu hộ đang tìm kiếm những người đã bị chôn vùi trong vụ sạt lở nghiêm trọng lần thứ nhất hôm 24 tháng 6. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ sạt lở đầu tiên đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 93 người vẫn mất tích mà theo đánh giá của chuyên gia là hy vọng sống sót vô cùng mong manh. Vụ lở đất cũng gây tắc nghẽn 2 km đường sông và chôn vùi 1,6 km đường bộ ở khu vực này. Chính phủ Trung Quốc đã huy động khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ cùng nhiều trang thiết bị tới hiện trường nhằm khắc phục hậu quả, cũng như tìm kiếm những người mất tích. Theo giới chuyên gia địa chất Trung Quốc, ngọn núi trên đã bị thay đổi địa chất do ảnh hưởng từ vụ động đất tại tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2008, vốn cướp đi sinh mạng của 87.000 người, kết hợp với lượng mưa khá lớn trút xuống khu vực này trong mấy ngày trước là nguyên nhân gây ra vụ lở đất nghiêm trọng nói trên.